Thưa quý vị, nhằm tăng cường hợp tác đánh giá việc hỗ trợ cho các tỉnh Nam Trung Lào giai đoạn 2018-2022 và triển khai các chương trình hợp tác trong thời gian đến giai đoạn 2023-2027, sáng nay, đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố Đà Nẵng do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo đảng bộ chính quyền tỉnh Atapu, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Atapu, Lê Sê Nha Pôn cùng đại diện lãnh đạo của tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn. Cùng dự buổi làm việc có Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại 4 tỉnh Nam Lào Nguyễn Văn Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, lãnh đạo các sở ban ngành thành phố. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV đi cùng đoàn. Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Lê Sê Nha Phôn nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tại Atapu và trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng đã dành cho tỉnh nhà. Đồng thời khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp phần vun đắp truyền thống đoàn kết, mối quan hệ hữu nghị đặc biệt gắn bó keo sơn giữa đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai địa phương Đà Nẵng, Atapu. Thông báo với đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Lê Sê Nha Phôn cho biết, Atapu là tỉnh có mức tăng trưởng cao về kinh tế, nhưng thu nhập trực tiếp của người dân còn thấp. Đồng thời đánh giá cao các chương trình dự án hợp tác hỗ trợ của thành phố Đà Nẵng với tỉnh Atapu trong giai đoạn 2013-2017 và giai đoạn 2018-2022 đúng tiến độ, đã mang lại hiệu quả tốt, góp phần phát triển kinh tế xã hội của Atapu. Trong các lĩnh vực mà thành phố hỗ trợ cho các địa phương của Lào, thì việc hỗ trợ với giáo dục đào tạo đạt hiệu quả chất lượng tốt nhất. Cán bộ học sinh của các địa phương Lào sau khi tốt nghiệp tại Đại học Đà Nẵng về nước, phần lớn được tiếp nhận bố trí công tác tại các cơ quan đảng, chính quyền. Một số đã được đề bạt giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các sở ngành quan trọng. Tại buổi làm việc, hai bên đã thống nhất kế hoạch tiếp tục triển khai các chương trình hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, trao đổi đoàn các cấp trong thời gian đến, giai đoạn 2023-2027, tổ chức học tập kinh nghiệm ngắn hạn tại Đà Nẵng cho các cán bộ tỉnh và nghiên cứu hỗ trợ nâng cấp phòng thu thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Atapu, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác về đầu tư thương mại du lịch. Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Atapu và bày tỏ vui mừng khi được đến thăm và làm việc tại đây, đồng thời chia sẻ những khó khăn trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đối với kinh tế và đời sống người dân Atapu. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nói chung, Đảng bộ và nhân dân thành phố Đà Nẵng nói riêng luôn coi trọng việc vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước Việt Nam và Lào, trong đó có quan hệ giữa Đà Nẵng và Atapu. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng khẳng định thành phố Đà Nẵng luôn đồng hành và chia sẻ những khó khăn cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Atapu trong xây dựng và phát triển. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã thông báo đến tỉnh bạn tình hình phát triển kinh tế xã hội và định hướng phát triển của Đà Nẵng trong thời gian đến, cũng như đánh giá cao sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban chính quyền tỉnh Atapu và sự phối hợp chặt chẽ của các sở ban ngành của tỉnh trong việc triển khai các dự án chương trình hợp tác giữa Đà Nẵng và Atapu. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận những ý kiến đề xuất của tỉnh Atapu trong việc hỗ trợ hợp tác để cùng phát triển trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, nông nghiệp công nghệ cao, lâm nghiệp, thương mại, đặc biệt hỗ trợ trong việc nghiên cứu, đánh giá tổng thể tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Atapu. Năm 2022 được xác định là năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào và là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quan hệ hai nước, kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, ngày 5 tháng 9 năm 1962, ngày 5 tháng 9 năm 2022 và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào, ngày 18 tháng 7 năm 1977, 18 tháng 7 năm 2022. Trong dịp này, thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa và thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trân trọng mời Bí thư Tỉnh trưởng Lê Sê Nha Phôn và đoàn đại biểu tỉnh Atapu sang thăm thành phố Đà Nẵng. Tại buổi làm việc, hai bên đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và tỉnh Atapu về chương trình hợp tác giai đoạn 2023-2027, ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng và Sở Công Thương tỉnh Atapu. Trong khuôn khổ thăm và làm việc, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã tặng tỉnh Atapu 30 máy tính bảng,
hỗ trợ 500 triệu đồng cho công tác an sinh xã hội.